Trước lên thứ bảy, sau này thấy báo về là lớp này xin nghỉ thứ bảy để chúng ta làm tùy, cuối cùng nó mới kéo ra bữa nay nè. Thank you.
tôi làm chờ lớp đến thì lại xem cái cuộc thi mà Nam Phi về sửa chữa nóng không dùng xe, tức là dùng cái bề đỡ là leo thủ công của mình vậy, thay thế một cái thứ đứng ta bị dây 2 kV không dùng xe đầu. Cái hội thi đó treo tôi cũng mà không dùng cái đi leo mà cái lỗ leo bằng 2 cái dây thừng như nào. Chứng ngại vật thì cũng đủ đúng ý như mình. Cái giới hạn áp và khi mà không khi họ băng qua thì mình cắt điện thả cái điện bọc lại thôi, không có thì khác khi làm việc cũng bận đó. Thank you.
ty như đang mình đang làm, nhưng mà cái của mình là dùng cái xe vào như vậy. Nhưng mà hiện nay tổng ty cũng đang làm số các đơn vị cho triển khai là cái vị trí công tác mà xe vào cũng rất là ít. Những cái công nghệ để đỡ lắp kho hàng để tiếp cận. Gián tiếp qua xà, cái đoạn này chưa được tiếp cận với đường dây nên làm thêm qua xà bọc hết xong rồi làm công tác thì mới tiếp cận đấy. Sau khi bọc kín hết toàn lên rồi thì bắt đầu đưa cái bể đỡ này kéo lên, bây giờ đứng lên nó lại đây là cái bể đỡ, nó cũng cách điện luôn, nó có thể quay vòng quanh cái như cái bản lề, nó quay quanh cái thủng, nó có cái chỗ để móc liền toàn. Cái bể đỡ này là các cái công ty điện lực đều được trang bị hết. Hiện nay đang có hai cái, một cái lớn một cái nhỏ. Nó dùng cái xích cho ôm mà cũng không quấn. Thì trèo lên đứng để gián tiếp làm trực tiếp là làm khó không cả. Trên này coi như làm thành làm trực tiếp rồi, y như đứng lần đầu. Thank you.
trước nhé, thì là cái thời điểm mất an toàn nhất để an toàn phải đi tàu an toàn, chắc là không có ý. Và khi người quản lý và tình huống đấy thì tôi xem trong danh sách cái lớp này thì đa số là không phải là cái đối tượng đang làm quản lý mà sẽ làm quản lý là lãnh đạo các cái đúng không? Đây là toàn các trưởng phòng, trưởng phòng phó trưởng phòng và với các cái vấn đề cũng hơi tương lai hơn một chút. Nhưng mà bây giờ những cái vấn đề mà nóng hổi cái cấp điều hành về việc về an toàn thì chưa tác động đến việc biết đến các hành gì ở đây. Cái gì về cái chương trình thì chúng ta sẽ có buổi sáng nay về cái nội dung thì cái tài liệu mà các yêu cầu mình đã photo in gửi đến các anh chị hết rồi, chúng ta không quay lại về nữa, tức là chúng ta sẽ không nói lại cái gì đã có trong tài liệu giáo trình, không đây cũng không nặng về vấn đề cái buổi dạng và bài giới thiệu về cái chương trình thì chúng ta là cái cuộc trò chuyện về vấn đề an toàn trong buổi sáng nay. Thì nó sẽ có hai cái tiêu chí. Cái thứ nhất là cái nội dung như đối tượng cho nó thì tất cả những anh gì nào chúng ta có vấn đề khác quan trọng hơn nó cũng không thiết thực bằng vấn đề, tức là thiết thực hơn vấn đề và an toàn đối với việc như nào đây thì anh chỉ có thể là đi làm khác mà tôi cũng trả lời được vào vấn đề. Đây là cái lục trò chuyện thế này công việc này không làm nó việc mà phải cái gì dành gì hết, nói ra đó như vậy, tức là mình cảm thấy là đó những việc quan trọng cần thiết để giải quyết thì đây thì cứ từ làm đứng dậy đi ra bắt đầu rồi còn lại trao đổi với nhau thôi. Thì tôi sẽ dành thời gian chúng ta đặt câu hỏi và tôi trả lời, và tôi đặt câu hỏi các anh trả lời những vấn đề liên quan đến chúng ta an toàn mà cần thiết hay là phải tính kiến là bất khả kết quả là chúng ta sẽ giải quyết như vậy. Khi nào kết thúc cái phần hỏi đáp bây giờ chúng ta nghỉ bất kể phút nào, chứ không nhất thiết là hết buổi. Trong quá trình đó thì nếu mà cảm thấy mệt mỏi chúng ta giải đau thống nhất khi nào phải hỏi bạn nhau khi khác tiếp cận bây giờ là phải thoải mái như thế với bạn giờ đây cũng không phải là cái buổi vì tại chỗ có thể là hỏi gì nên chúng ta làm ngắn gọn thôi. Nhưng mà lớp thống nhất như vậy thì chúng ta sẽ như một cái buổi kia hỏi là làm gì. Ở đây thì trong lớp cũng có rất nhiều trang làm lãnh đạo các phòng an toàn, người đã từng làm cái bộ tòa là phòng an toàn dưới cho nên là các phần trai nhỏ sau những phần câu hỏi thì riêng cái đối tượng là cai làm cho chúng ta an toàn thì sẽ là người tôi chỉ nên trả lời qua cùng cũng không được tay cầm trả lời của các cái học viên khác mất quyền lợi của họ như vậy thôi. Rồi thế để các anh chị về chuẩn bị phải đặt những câu hỏi thì tôi sẽ đặt câu hỏi trước rồi chúng ta sẽ học và sẽ trả lời câu hỏi đầu tiên hết là an toàn là gì? Kiến thức là gì? An toàn là gì? Để xem ra đây này, nếu chúng ta có an toàn cao, báo cáo gì là hết tại trong giáo trình thì thôi, không nhắc lại nữa, coi như là đã làm rồi. Cố gắng chúng ta, tôi chỉ hỏi hai câu thôi, còn lại các anh chị hỏi chúng ta cùng nhau rồi hết rồi, rồi đến làm lại. Thế thì câu hỏi đầu tiên an toàn là gì ở đây? Có thể hiểu đây, ví dụ như anh là làm quản lý đến cấp tiền thường xuyên rồi thì hiểu là an toàn lao động đấy. Nhưng mà nếu như bình thường, như ta tiếp xúc hàng ngày thì còn an toàn lao động lý ở đây đấy. Tức là kể an toàn giao thông là an toàn. Thông thường lớp mình ai là người trả lời hay đeo vấn đề đầu tiên? Lớp trưởng đúng không? Có đây không? Có lớp trưởng hay không ạ? Ai ạ? Rồi, thế thì các anh tại vì cái bản tên là tôi đi thì mình cũng nhắc đi nhắc lại để có điều kiện giao lưu với nhau. Trước tiên là mời lớp trưởng chỉ định người trả lời câu hỏi. Mời lớp trưởng chỉ định. Anh chỉ định ai?
anh chị nha, để tôi cầm biết thế rồi mà. Tôi nói là cái cuộc trao đổi này nó sẽ rất là chán, nếu như những người những cái việc của mình không liên quan đến an toàn hay là không quan tâm, thì nếu mà chán thì anh chị hoàn toàn có thể để rút được nghe, chứ không phải là bó buộc vào đây một cách rất là khó chịu, không phải để con lên mất thời gian của nhau. Anh lớp trưởng tự giới thiệu mình đi. Anh xin tự giới thiệu, anh là Hoàng Xuân Tiền, hiện đang công tác tại phòng công nghệ thông tin của PC Con Tôm. Lập trường là một cái trang mà được ban tổ chức chỉ định, chứ không phải là mau lên. Em không chạm có trả lời xong rồi vẫn phải định là anh trả lời xong, ai trả lời câu hỏi xong này cũng phải chỉ cho người tiếp theo, nếu như không ai xung phong hay là cái cách trả lời của anh cũng không tạo ra cái câu hỏi cho cái người liền kề đấy. Rồi xin mời. Rồi các anh an toàn chưa, anh làm an toàn chưa, trả lời anh riêng ngay an toàn là tôi đấy. Em hiểu thôi chứ chưa đọc được tài liệu. Tôi báo tài liệu thì an toàn là cả cái điều tạm và phương pháp liên quan đến cả cái vấn đề nó để giải quyết là phòng tránh cái tai nạn đó. Tiếp theo và cũng như là bệnh nghề nghiệp. Rồi, để đọc lại cái này đúng không? Dạ. Tiếp theo thì đấy nhé. Tiếp theo anh bị định chế đi. Giờ đến tổ trưởng, tổ phó thì đến. Giờ lý tổ phó thì vẫn thôi. Rồi, rồi anh giới thiệu về mình cho anh em lớp nghe nhớ chứ không kêu. Dạ. Thấy có cái lớp đi học về còn in áo quần.
Không nghe. Thì theo tôi là cái an toàn là các cái biện pháp mà không gây ra, để tránh gây ra cái phương hại đến sức khỏe của con người. Vâng, cảm ơn. Cũng là một đồng này. Tiếp theo, mình nay chỉ có hai câu hỏi thôi mà. Nếu là mời anh Thủy. À, xin có bảo vệ em. Em là người thực hiện ban quản lý giảng của TCOK. Em xin trả lời thêm về cái khái niệm an toàn. Tức là cái khái niệm an toàn theo em nghĩ là ngoài cái những câu hỏi và những câu trả lời của các anh chị, ví dụ như là biện pháp, phương pháp, rồi thì một số yếu tố trên, thì em nghĩ là phải còn thêm một cái nữa là cái phương gọi là cái công tác tổ chức thực hiện đối với công việc sẽ để đảm bảo tính an toàn mà các công việc xảy ra thế nào. Tiếp theo có hai, một người đấy, một đến hai người đấy. Tiếp theo anh để đây hai đến hai. Và chắc là như là em đào đi. Nghiên cứu và cái an toàn của chúng ta nữa. Đây,
thì chúng ta bản thân chúng ta là có lòng thành làm gì cũng phải là đảm bảo hoàn thành cho bản thân. Cái thứ ba nữa thì trong đó phần này thì nó có một cái vấn đề là các anh còn chung trong cộng đồng, thì cái này thì nó đòi hỏi cái này thì quy trách nhiệm của người lãnh đạo, ngoài cái việc là can thiệp rồi sau khi lãnh đạo thì một vấn đề nữa thì người lãnh đạo là người ta phải kiểm tra là cái việc chấp hành, tức là cái lúc nào chúng ta phải lo tới và lo cho họ, nhưng mà phải kiểm tra là việc chấp hành những người đã được trang bị đấy thì phải thì là phải chấp hành như thế nào. Và cái cuối cùng thì công tác hoạt động là một tác rất là đầu rất là ngặt, thì cái cuối cùng là chúng ta phải làm đó là vấn đề là cái chế tài cuối cùng để vô cái việc là từ giác và phải chấp hành từ phần đó một chế tài để chúng ta phải chấp hành tất cả những cái gì chúng ta phải đưa ra để bỏ còn không còn người. Vâng, cảm ơn anh Kiều. Coi như là anh làm một câu hỏi thứ hai nữa rồi đó. Nếu chúng ta có thể kết thúc sớm được câu hỏi thứ hai đã được giải quyết. Thế thì trước tiên là cảm ơn các anh đã tham gia rất là nhiệt tình trong cái vấn đề. Nghe nó đáng nhắc nhưng mà không liên quan đến mình mà chỉ là thêm một chút thì là. Thế thì đầu tiên mình nói cái chuyện an toàn chung hết như là an toàn giao thông là cái an toàn sát sườn tầm nó giảm đến chúng ta sâu xa nữa là những cái an toàn lao động là những người lao động những người đang ở đây lao động những đối tượng quý hay là an toàn những điều kiện liên quan đến ứng phó với thiên tai thì nói rất là nhiều rất là lâu lý lực, nhưng mà có một cách nào đó mà để cũng rất là ngắn gọn mà nó giúp chúng ta thành một cái phương châm khi mà làm việc thì người ta định nghĩa an toàn ngắn gọn của tất cả những cái an toàn những cái việc phải làm để giảm thiểu cái thương vong khi có rủi ro, khi có sai sót, đúng không? Anh mục đích hoàn toàn không phải là để không xảy ra sự cố nguy hiểm. Mục đích hoàn toàn đây là cái chuyện sự cố chuyện rủi ro chuyện thương là đương nhiên là có, và mình phải ứng phó nó với nó như thế nào để cái thương vong phải nhỏ nhất cần thiết, tức là an toàn là những việc cần làm để đảm bảo là không xảy ra thương vong hoặc là thương vong mức thấp nhất khi có rủi ro khi có sai sót, thì đó là ngắn gọn cái vấn đề. Chúng mình phải chấp nhận cái chuyện là sẽ có thương vong, nó có rủi ro, có sai sót, thì ngắn gọn nhất như là cái dây an toàn của cái xe ô tô mình ngồi đấy, đúng không? Mà cũng là an toàn và chấp nhận là anh sẽ có pha chạm, đúng không? Anh chạy đúng đường với cái xe bên kia đường nó lao qua nó tôn vào mình, hay là cái mình ngồi sau mà tài xế đứng trước và cũng một lần cũng tôn vào xe đấy, thì cái dây lúc đấy dây an toàn là làm thì giúp chúng ta hạn chế thấp nhất thương vong, tính là kèm theo các yếu tố khác như là túi khí nếu mình ngồi phía trước. Chấp nhận đến cái có cái chuyện là nó sai sót nhưng mà nó không được xảy ra thương vong thì đấy là an toàn, đúng không? Người công nhân treo cái cột điện, anh có làm đúng là chân tay phải cắt điện, không có cái cột trơn như thế, cái cột bình thường không có yếu tố gì nên đi leo này của bạn bảo nhưng mà làm nó đốt thì đó là nó tốt thì như vậy. Cái tình huống có rồi, từ đi Huế có rồi, đúng không? Công nhân trèo lên là ông đốt bữa đây, hay là lúc cái gì mà cái lỗ mình rảnh là ông thò ra đốt liền, thì lúc đấy sẽ là một cái tai nạn ngã cao nếu như không có dây an toàn, đúng không? Thành ra an toàn là để đối phó với cái rủi ro mà không có rủi ro. Hoặc nữa là khi ông đốt rồi thì có dây an toàn rồi vẫn chết, hoặc là rắn cắn vẫn chết tại vì mình, đúng không? Không có ai là cái người cứu ông đưa xuống đất trở về cấp cứu, cho nên an toàn hay các quy định về an toàn là quy định là cái nhóm công tác là phải có ít nhất là hai người, đúng không ạ? Thì đấy mình nói là nhiều cái yếu tố để cái an toàn là cái mà chúng ta phải chấp nhận, phải sử dụng nó để đảm bảo không có thương vong. Mà nói chung an toàn là nó xây ra rắc rối vướng víu, anh ngồi trên xe ô tô là chắc chắn là cả ai cũng đeo an toàn thì rất khó chịu, đúng không ạ? Đôi khi các bạn trong lớp mình mà đi đến từ nhà đi đến cái lớp học này, nếu như không phải cái người ngồi cầm vô lăng thì những người còn lại cả ai mà thích thú gì đeo an toàn, còn gần như không đeo, đúng không?
thì có các anh chị có ý kiến gì thảo luận không? Như cái vụ tai nạn giao thông của Quảng Trị mà diễn ra cái ai ở Quảng Trị tới cái địa điểm Quy Nhơn mà xảy ra tai nạn ở Vĩnh Điện gần đây, thì khi người ta tiến hành điều tra cái xe khách, cái xe Mercedes 16 chỗ ấy, là nó chỉ hai hàng ghế đầu là nó bị biến dạng, còn toàn bộ cái đáy ghế phía sau còn nguyên, tức là cái khung xe, cái thùng xe ở phía sau không suy chuyển. Thì họ nói nếu như mà ngồi phía sau mà có thắt dây an toàn thì chắc chắn là không có số thương vong, không là 13 người, tức là hết đơn. Tức là bản thân kết cấu xe còn cái đáy an toàn nó sẽ, nếu mình thực hiện đúng sẽ hỗ trợ giảm thiểu thương vong và những cái rủi ro khác. Cho nên là cái các cái quy cái an toàn nói rất nhiều rất nhiều tố như vậy, nhưng mà cái ý tóm là những cái việc phải làm để không xảy ra thương vong và giảm thiểu thương vong thì nó những cái sai sót, những cái rủi ro cái sợi dây tiết điện hay nói hoài nhất cả đầu ấy, mình nói nãy nó an toàn rồi, nó cũng bình thường, nó cũng chả dừng một việc gì hết, đúng không? Tại vì không có dây tiết điện thì công nhân vẫn công tác thì đứng đâu đây, còn làm còn nhanh hơn nữa, tức là người bảo leo xuống làm leo xuống tự nhiên bảo làm tiết điện để làm gì? Tại vì từ xưa giờ không có cái sợi dây tiết điện đó người ta vẫn làm, thì cái tiết điện chẳng giải quyết được vấn đề thì tự nhiên mất thời gian rồi kiểm tra rồi giả soát để kiểm điểm phê bình nhắc nhở nhau về vấn đề điện. Cái điện thì nó chả dùng vào cái găng tay cách điện thay vì dùng cái tay làm sướng hơn, chứ làm gì trực tiếp cũng thích hơn là tự nhiên làm quên cái con su chứ, đúng không ạ? Nhưng tại sao lại công nhân mình cứ phải mang găng tay cái điện? Bởi vì để nếu có điện có sai sót thì không có thương vong mà không giật chết người. Đây là trực tiếp điện phí. Đây là một cái sự việc diễn ra ở đường dây Tam Kỳ Dốc Sỏi ngày 26 đến ngày 9 tháng 10 năm 2014. Thì chỉ nhớ cái mức thời gian, tức là cái này có đơn tay COC chúng ta sao thế là có phân quản lý là cái đây lớn quản lý vận hành là vị trí 570 hai bên này. Hôm đó là có các điểm cái tuyến đường dây này để có hai cái nhóm công tác, một cái nhóm là của chi nhánh cao thế Quảng Nam Đà Nẵng, nó làm từ đến đây cấp phiếu thì bàn giao lại cho đi không phải là đơn vị tiếp nhận lưới Quảng Ngãi, là bàn giao ngày 26 ngày 2 phiếu các điểm để làm xong thì đến ngày 29 này lúc 15:17 đó là chi nhánh cao thế Quảng Nam Đà Nẵng là bàn giao đấy, tức là tôi làm xong thì đảm lưới là cho cái quyền quản lý tiền điều kiện ở cấp B không phải này là ông này bàn giao ra lại cái tức là mới có một nhóm tại xong việc mới trả thôi, là cái ông trực ban B không phải là ông bàn giao lại công ty cái nhóm bên này để đảm đi làm lấy cái này lúc 15:19 là bàn giao cho ông này. 15:32 là trạm 55 Dốc Sỏi tấm điện cho tuyến đường dây 50/86 máy cắt nhạc được. Khi mà đây con bé nhà ba anh nói cái em thực ca mà ra tấm điện cho mẹ máy cắt tấm đi ra tấm điện chắc chắn là cái đời là điều độ tê thảm nhất là nước nên là không còn cái tâm trí nữa, biết chắc chắn là còn lúc đấy mới nhớ là cũng may là anh còn cái thiết bị ở cái vị trí 570. Sau đó thì mới tiến hành là làm các thủ tục liên quan cái áo cái bàn giao dưới một khu vực là lúc 18:18 thì ngày 29 thì khi nãy ngoài các cái hoàn thành bàn giao thì tại cái vị trí này 570 vị trí thiết bị, các anh chị thấy cái dây thiết bị là nó còn nằm ở chảy nước
Thế thì ngày hôm nay đang đem về để cho ban an toàn. Cái dòng ngắn mạch đo được lúc đấy là tại 500 thước thở đo là 9 km 7.78 ở đấy nhôm ở cả. Cái giấy tờ đấy, cái này có giao có nhận, bên này mới giao chưa nhận là chưa trả được cả. Nếu thiếu bản giao nó còn phía là một cái hôm kia. Tức là cái sai sót, cái nhầm lẫn của con người là nó không có, cho nên phải có cái giấy tiết kiệm để cuối cùng chính là đang sống như thế. Cái phiếu công tác có là gần 20 người, mà tại cái thời điểm lắm tiền lên là 6-7 người, vẫn còn những người đây. Mà các anh chị nhớ lại cái tổng di chuyển về nhà mới là ngày 22 tháng 10, tức là nếu như mà hôm đấy mà ngay 29 mà lên B1 chắc chắn là đến 5 người, đúng không? 2 người ở đây là tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, mà đây tới 5 người thì cái nhất chuyện gì xảy ra, cho nên là nói nhiều cái là an toàn, tức là an toàn, tức là chấp nhận cái gì sống người ta trong cái sinh hoạt trong cái đời sống công việc nó vẫn còn cái nhầm lẫn, cái sai sót, cái rủi ro, cái tiên nhiên của cái tố cáo, nên trách nhiệm của an toàn mà sinh ra để ngăn chặn từ sau, cho nên thì sao cũng phải có trách nhiệm để như thế để khi mà không có sai sót cái nhầm lẫn là cái tiết lượng không có chúng ta thì sao công nhân mang cái tay của mang lên đó để phải làm hàng loạt cái để cho chúng nó cái này là điển hình nhưng mà ở cấp tổng ty theo dõi nên với cấp đơn vị chắc nhiều đúng không? Bây giờ có ví dụ cái chuyện mà rủi ro xảy ra mà ngày ngoài chúng ta kết thúc sớm rồi chưa đến phải làm không? Các chị về cái vấn đề này có tham trao đổi gì thêm không? Mời em danh đi. Danh là tức là cái này nó sâu về cái độ an toàn rồi, cái tham quan an toàn nha, chúng ta trao đổi với nhau nó hiểu cái đó. Còn đây cai của đây là những người ngoài đạo an toàn nghe cái thông tin gì biết này cũng đẹp lắm, nhưng đại khái là cái đấy nè, chúng ta có cái nghiên cứu cụ thể của an toàn chúng ta có cái, tức là bây giờ nó hạn cấp phiếu lại nhận bằng trả đủ
quy tắc như thế thôi. Tức là nó tiếp về nó sẽ ngang hàng với nhau, thì là không hợp duy nhất là trong cấp cứu là hỗ trợ tất cả những bài toán liên quan phối hợp thì đơn vị với nhau. Đi qua cái phần giới thiệu thêm về cái quy trình an toàn điện mới để nói, nhưng mà nó sẽ có một cái khác biệt lớn nhất mà bắt đầu từ tháng ngày 25/8 rồi EVN đã được quy trình an toàn điện mới, thì nó đặt rõ rõ ràng là giữa trách nhiệm của cái đơn vị quản lý vận hành với cái đơn vị công tác, tức là theo đúng hình dương của EVN thì là cũng chúng ta thấy là cái câu đơn vị quản lý vận hành bây giờ sẽ thuần túy là quản lý vận hành công tác với việc đứng lên cái nhiệm công tác của ta. Thì ở đây cái khi mà công tác như thế này, mẫu chưa công tác bây giờ là nó cũng y như thế, nhưng mà đây người chỉ huy trực tiếp, người giám sát thì sẽ trách ký với nhau là xong, tức là tôi cô làm cái bộ phục cho xong, tôi đưa đầu cái lưới cái cục làm việc cho ông xong, sau đó là cái phần mà làm biện pháp an toàn tại cái vị trí làm việc, đó là việc của công bộ đơn vị tại và tự ý trách nhiệm của cái đơn vị cho phép không có. Ghi được biết ai cho phép, nhưng mà cái giao cái câu này vừa thì tôi phải chữa lại thôi, theo như nghĩ nếu có mà nếu có thôi đơn vị quản lý vận hành cái này không sử dụng cái mẫu của EVN rồi, nghĩa là đây là mình ghi là đơn vị họ đây, ghi họ đây, nhưng mà để nhận cái tổ nếu nhận thôi thì vẫn là cái chủ yếu chỗ này nó ghi tên người cho phép này, trước đây là áp đặt tên người cho phép, còn bây giờ không, tức là ông cấp phiếu từ ông ý đến giờ ông đổi người cho phép là không được, bây giờ không, ông là người cấp phiếu, ông cấp phiếu sau là để đâu sau số như thế này, chứ đây là phải ghi tên những cái người đây, khi nào những người là người cho phép thì ghi tên, tức là nó hơi cứng nhắc, cái việc nó linh hoạt hơn, nhưng mà cứng nhắc đấy thì do rất ai là tiền lợi hơn nhiều cho phép. Đó, mà chọn cái nguồn ấy là hai người công tác, người chỉ huy, người cho phép. Bình thường anh chụp đẹp đó mà cái máy lấy lắm ý thì cho phép xong thì ký đi là lúc đấy là thành nhân viên đơn vị công tác rồi, thì anh đang là mình đua mấy chụp đẹp đi, mấy chụp đẹp xong rồi cần lấy lao luôn chuyện đấy bình thường thôi chứ mình không khác được.
chỉnh mình bật nó rõ, điều chỉnh về cái phần sau rất là tức là anh có từ đường đi nước bước là anh rạch ròi, anh đỡ rắc rối, mà cái trách nhiệm lâu dần cứ lẫn lộn giữa cái đơn vị quản lý vận hành với đơn vị công tác bắt ký như thế mà chịu ở đây. Trước cũng như cái hội thánh riêng tổng ty giải thích cái tình trạng về thời gian ấy, là vẫn chưa cái đơn vị vẫn chưa xuôi đến cái này rồi rõ. Tức là ông là đấy khi ông làm công tác là đi về nếu em có trả đồ thì mình á thì mình bỏ cái lớp là hết cơ bối rồi, nhưng mà có những cái cách mà làm theo cái quy định đó thì bị bỏ rồi thì nó phải an toàn hơn, còn mà có mấy cái hạn nhất thì có hướng dẫn là cái hai cái không bên đây một số cái các quy định mới nên là quy định rất là cụ thể, nên là có cái nhiều cách để quy định mà cả công ty đều cần quy định thêm quy định mới đó. Rồi chị có thể chúng tôi chặt sợi tôi ra rồi nên anh giải công việc luôn.
Rồi đi khỏe hết. Dạ. Hôm nay tin nhìn bảo luôn năm chế độ hạ. Đến giờ phút này là giờ này năm ngoái là chạy ta. Năm ngoái là ta tắt tắt cái giỏ lên. 15. Hôm rồi về thứ bảy nhà vừa rồi về ngoài kia. Dạ không, các bạn nhà vừa em còn liền rồi. Vừa rồi em lên. Đầu tiên đi học là sẽ bảo rồi bảo luôn cái em mà giá đây. Cái đoàn đi được đoàn này. Kia sao đấy ra một cái mà. Ở đó đó. Chắc 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 lên lắm. Thì tại không chưa chưa nào là đang gì hết chưa quay nhé, để tắm quá hết chưa, là chưa sầu rồi còn gì đấy, ấy là đóng đấy, ấy là đóng cái bản đấy là nhưng mà chưa sầu rồi sao không buồn luôn, chưa nói chưa sầu, không tốt vậy, chưa sầu là chúng ta phải hiểu không, trong cuộc đời là trong cái sản về đi lo nó không sao luôn, đang làm sao anh, đợi lúc hai bên đó, sáng mai cứ về đi cũng không biết rồi để bạn bè baby em còn được thời gian mình đi 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 bạn chưa có ý gần được được nên bạn ô em còn 25 thôi chưa lên đi về học mẹ nói cho bạn này bạn cho bất cứ ai mà có ai mà bạn làm được thì ai cũng nói đơn giản. Nói là ra buồn thì em buồn chết rồi. Nói chung là bỏ nghề ngăn ngừa rủi ro là phải làm tất từ đầu giờ đến lúc đang đón là bỏ thôi ai bảo là không em đợi thầy là không bao giờ tức là mình làm cái gì hay hơn đơn giản hơn nó cũng bảo ví dụ trước đây quy định là khi mà tiếp xúc với đường dây hạ áp tiếp điện nhưng bây giờ nếu anh không làm việc với hắn nó chỉ băng qua rồi mình dùng cái hàng bảo như khi nào về tổng pin hôm nay anh đang bị hạ nó cho phép anh bảo là đi qua không cần là cái gì anh là khi nào anh làm việc với hắn đi qua không kết nối gì với nó không cần đơn giản vấn đề đó ai biết được mình không có mà mấy ông viên thờ truyền thông không có ông giật là rớt xuống không rồi 9 giờ bắt đầu rồi anh người ta thân báo lớp vào Thank you.
ta tiếp tục. Thì rất tuyệt vời câu này thôi không? Cái mình sẽ trao đổi cái vấn đề thứ hai là cái câu hỏi đấy là khi nào mình xảy ra tai nạn. Công thức của cái này là gì? Hay là tai nạn, khi nào mình xảy ra tai nạn? Thì giải quyết trong vấn đề này thì còn là trao đổi ra cái vấn đề là cần trao đổi sâu về an toàn và mạng nghe thì không liên quan thì có thể mình vậy đây các bạn. Cái câu hỏi thứ hai này, đây muốn mình muốn là vấn đề để trao đổi với nhau là khi nào có gì thì có tai nạn thì điều kiện cần là đủ. Còn cái tai nạn hay là tai nạn đó là gì, cái công thức là như thế nào, muốn phòng ngừa thì phải biết những cấu thành từ yếu tố gì đấy đúng không? Thì hiện nay tổng ty đang quản lý công tác an toàn bằng cái trang web kỹ thuật an toàn của CDC.vn. Thì trong này nó có phiếu công tác về hành lang, người ta thiết bị vụ tất cả làm hết ở đây, cũng có một cái này là lịch ghi nhớ công tác an toàn. Mà hay là nếu nói như người Nhật gọi là cái lịch thương đau, tức là khoảng 5 ngày trước khi mà có đúng cái ngày mà có tai nạn lao động quá khứ thì nó sẽ gây cái cảnh báo lên đây. Và đây mình có thể xem được tổng tin trong thời gian vừa qua là có những cái nào làm hết rồi. Từ 2010, 2009, 2015, 2016, 2016, 2017. Và chi tiết từ cái một thì mình có thể xem được và để xem có cả sơ đồ, có cả đưa vị trí như thế này, vị trí là thế này, có bài học phân tích nguyên nhân. Biết ngay vấn đề này thì chúng ta phải giải đáp cái câu hỏi trước. Đó. Công thức của cái tai nạn là gì nhé? Ngoài ra thì cho chị kia là giải ra quyền cấp tưởng chỉ định như sao thì tôi sẽ làm mình cấp tưởng cái cách làm có vẻ sôi động và tự giải quyết. Khi nào thì xảy ra tai nạn lao động? Ở đây có mình đừng nói thì đến cái tai nạn lao động nghe nó là nghề, cái nói cái tai nạn giao thông hay là cái sự rủi ro gì cái điều kiện nó xảy ra như thế nào.
Dạ, theo em thì tai nạn lao động xảy ra khi có yếu tố gây nguy hiểm đã tác động đến con người thiệt bị. Cái nguy hiểm đấy đúng không? Nguy hiểm còn tác động đến con người đúng không? Rồi. Tiếp theo một cái khác chúng ta thay đổi đấy hạt đấy. Lần đầu tiên là bạn nên thắng theo em là một trong những cái gây tai nạn lao động là người lao động vi phạm quy định an toàn. Trong cái video của quy định an toàn sẽ có nhiều cái dạng vi phạm, có thể ví dụ như là không thực hiện về trang bị bảo hộ lao động, rồi không tuân thủ khoảng cách an toàn điện, một số trường hợp như là trong quá trình trèo cao chẳng hạn là không cũng là không thực hiện đúng cái biện pháp an toàn khi trèo cao. Rồi một số trường hợp là do trong quá trình khảo sát vi phạm khảo sát thị trường là khảo sát không kỹ cho nên là đi ra đêm thi công ở ngoài cái vùng mà họ đi công tác, một số trường hợp em biết. Cảm ơn anh Trang. Giờ cũng kinh qua nhiều cái việc xử lý nhiều tình huống rồi nha, người ta rất là sẵn nay chỉ định hay giới thiệu rồi hai chỉ tiếp theo chúng ta cũng đã rồi không cần sâu lắm về chuyên môn công việc. Xin mời anh nha. Dạ thưa thầy, thì theo là tai nạn lao động thì là những cái sai sót là rủi ro của người lao động. Dạ vâng, theo tháng một năm thì theo hiểu về tai nạn lao động là những cái mà một cái ngay cái tổn thương cho người lao động trong quá trình hoạt động sản xuất. Đây là hoàn toàn đúng theo luật đúng không? Và tai nạn cái định nghĩa tai nạn lao động là những cái trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Dạ vâng, thì những tai nạn lao động thì nghĩa là như vậy, thì cần nguyên nhân lao động thì nó mọi những việc anh nêu kia thì nó có những cái ví dụ như trong cái lao động mình bất cẩn hoặc là trong chủ quan trong khách quan nó tác động đến trong cái lao động người ta gọi là những cái yếu tố và sự cố rủi ro và xảy đến mà chúng ta không mong muốn. Anh có thấy các bạn có cảm ơn các mời anh Khánh Hoài. Dạ, báo cáo đề thì trước tiên xin giới thiệu là chú Phạm Công Doanh, bác sĩ Khánh Hòa. Dạ, thì trước tiên thì em cũng xin đồng tình với các cái ý kiến của các anh đã đưa về cái vấn đề tai nạn lao động từ nãy giờ. Thì theo em thì cái vấn đề tai nạn lao động thì nó gồm là hai cái yếu tố chính nó cấu thành là vấn đề về
sự khách quan và chủ quan. Thì những cái việc mà nãy giờ tâm đang bàn thì nó là về cái phiếu là chủ quan, về vấn đề về tâm bị thiết bị của đó nó là vi phạm một cách, nên là đó là về chúng ta sẽ tiếp xúc được và chúng ta không tuân thủ những cái việc tâm đấy thì mình nhận được có khả năng nguy cơ dẫn đến thế nào đó. Bên cạnh đó thì nó có những yếu tố khách quan, ví dụ như là mình nói đơn giản là mình tham gia giao thông, mặc dù ta đi đúng luật, ta đi đúng về bên lề bên phải của ta đảm bảo đảm bảo bảo hiểm với xe máy cái này, tuy nhiên thì ở đâu phía sau có ông phi tới ông tông thì cũng không biết được. Do là ví dụ như những xe bồn vừa rồi mà không cái xe 16 chỗ thì là đó là những yếu tố khách quan. Thì nếu mà nói về đối với ngành điện của chúng ta thì nó có những yếu tố khách quan quan, ví dụ như là cái cây đấy nó nằm về mặt còn cách an toàn là nó đảm bảo rồi, tuy nhiên thì cái do gì đó là nó mọc cao lên và cái gió mà nó đảm bảo người ta đang ở trên đó thì nó giảm đứt cái yếu tố này nó hỏng, thì em là những yếu tố nó có thành như vậy. Em xin hết và sau đây thì em xin mời một anh bên sản xuất thiết bị đi bên anh em nhé. Mời anh em qua rồi. Có Hà Đức Tường Quân và Nguyễn Đình Cảnh. Em là anh Tường Quân, đến từ trung tâm sản xuất thiết bị đo điện tử miền Trung. Khi có ý kiến về hoạt động thì có hai nguyên nhân chính, thì các đơn vị nói đó là đó là chủ quan, khách quan. Chủ quan thì đó là do của con người đó. Khách quan thì từ đây thì giả thôi chứ. Giống như trường hợp cái xe đi thì bây giờ rơi xuống thì mình cũng biết được. Chủ quan thì mình muốn phòng tránh nó thì cũng có hàng năm thì cũng có cái mặt pháp cập lại và cập nhật các thông tin mới nhất. Giới thiệu là em là Vinh, công tác tại Chủ tịch Quân Trục. Nãy giờ thì các anh các đơn vị cũng đã nói rất nhiều về tai nạn lao động, cũng có liên quan. Thì riêng bản thân thì cũng có cái suy nghĩ là về tai nạn lao động thì xảy ra bây giờ nhất là không tuân thủ các pháp như là pháp như các cái luật, cái quy định về tai nạn lao động. Và làm cái mà được tới các cái quy định thì chắc chắn sẽ xảy ra những cái tai nạn lao động. Tiếp theo của mình giới thiệu là chị Quảng Quảng ra rồi. Anh Quảng cũng có rất là nhiều kinh nghiệm đi chiến trên công trường. Mời anh Quảng. Thưa Thắng, các nên trong lớp thì tự giới thiệu là Nguyễn Thanh Hoài, phòng quản lý công trình của ban quản lý dự án thủy điện Miền Trung. Thì về cái nguyên nhân cái nạn tai nạn lao động thì như là các anh cũng đã đại khái rồi, thì theo một cái kiến nhỏ của bên ban quản lý hay đi trên công trường thấy thì khi mà cái tai nạn lao động xảy ra chủ yếu do cái chủ quan của người chính, còn khách quan thì số mình xui thì chịu thôi chứ còn cái đó thì nên trời là số thì cũng không biết được, còn cần như là cái đó cái chủ quan của mình là mình không tuân thủ và có những cái vấn đề chưa tuân thủ theo cái quy trình của mình. Chị chuyển tiếp cho lần hiện tại. Nên thắng, em xin tự giới thiệu là Cường. Đến từ phẫu thuật của BC Gia-lai thì với câu hỏi khi nào xảy ra tai nạn lao động thì nãy giờ tại lớp cũng nói nhắc cũng nhiều, và theo em thì để cấu thành để cái xảy ra cái tai nạn lao động thì nó có hai cái nguyên nhân. Thứ nhất là về việc là thiếu trang bị phòng hộ cá nhân như là các cái phương tiện kỹ thuật. Nguyên nhân tiếp theo nữa là do ý thức của con người
chia sẻ cái tư duy của mình. Em xin hề giới thiệu là trong việc đi xin thân định. Thì theo em thì là công việc tai nạn lao động thì nãy giờ cũng đã nói được, chủ yếu là mình do mình là chủ quan. Chứ còn khách quan thì ít khi đó thế là cái vấn đề này, nhưng mà mình dành cho những người là mình là quá chủ quan. Rồi bây giờ mà anh tại đi để vui em thế là trong quá vui là trong cái tòa lạc của mà tôi là toàn bộ cái sinh viên thì là cái tai nạn lao động thì đúng là tương đồng là những cái là các anh là để lời ở yếu tố chủ quan khách quan à, và khách quan thì chúng ta nói là đúng không, cái đây nó muốn mình bàn chạm còn người yếu tố chủ quan thì đối với các em thì yếu tố chủ quan cũng không tính như thế này là có là đã xảy ra tai nạn, có thể là anh em là thiếu hiểu biết, chúng ta không nắm giữ đó, không nắm giữ à, tuy nhiên là đối với cái sĩ chúng ta thì không nên là bảo lọt trên người đó là không đầy đủ hàng năm chúng ta bắt đó hàng năm sẽ vào trang bị và phương tiện và quần áo cũng như là cũng biết rất đầy đủ đó. Thứ hai nữa không là em biết đó, nhưng mà vì một khó khăn nào đó có thể là làm việc trong một thời gian ngắn một khó khăn nào đó là nên chủ quan vẫn biết là như thế là nó có thể là vi phạm của an toàn nhưng mà anh em vẫn làm. Nếu nó quen rồi thì quen, mà không phải rồi thì nó lại biết cái việc đấy. Vì vậy còn yếu tố các quan thì xin nói là nó mua lên quan trạng đó, có thể là từ dùng từ đã chơi trên trào qua xuống. Còn yếu tố chủ quan thì thấy là thiếu hiểu biết, có thể là mà nên không nắm được đó. Tuy nhiên chúng ta là hàng năm chúng ta cũng có những cái về chương trình đào tạo và kiểm tra của vi chân em đồng xin nói đáo luôn là mới riêng còn có tới lại còn nhiều không hàng năm chúng ta hoặc là những cái chương trình đào tạo nhiều cũng có thể là các bài cũng có thể đem hiểu, nhưng mà thì cái sự chủ quan của mình còn như thế là chúng ta làm tí sao đúng không bây giờ đến là báo cáo hết. Cảm ơn anh giới thiệu ai tham gia nữa xin mời anh giám sát một vấn đề cũng là cái trong một trong anh em cũng là một cái anh dạ em xin giới thiệu Trần Việt Tâm, giám sát của Siêu Tâm. Theo quan điểm của em là về cái tai nạn lao động, cái điều mà đã dẫn đến tai nạn lao động thứ nhất là nếu mà mình về chủ quan không biết là vấn đề là vi phạm các quy trình, các quy định. Thứ hai, hội tụ đủ cái điều kiện đó là thứ hai là cái sự rủi ro nó đến. Cái lúc mình vi phạm thì chẳng hạn như mình không còn cách, không giữ còn cách này kia thì có một cái nguồn nào tới sự rủi ro đập tới trong cái lúc mình vi phạm sẽ ra tai nạn. Được chưa? Anh thấy được chưa? Giờ xin mời lần đây chúng thêm thằng gọi thằng nên chỉ cảm thấy mình thật họ tôi là người cùng đây thì em làm gì lên cha thì thêm thằng gọi thằng chỉ khi chúng ta biết thì còn thằng nghiệp tai nạn và thì là những cái tổn thương cho con người chúng ta trong quá trình sinh hoạt làm việc sinh sống vân thì tai nạn lao động là những cái tổn thương vì chúng ta bị tổn thương trên cơ thể thậm chí là chết trong cái quá trình mà lao động sản xuất thì những cái nguyên nhân mà đảng chỉ trên bài này giờ thì rất là nhiều rồi và bản thân rất là nhiều rồi nhiều nguyên nhân về mặt khách quan cũng như là nguyên nhân về mặt chủ quan thì anh chị nhắc rất là nhiều rồi và thậm chí về mặt ý thức của người lao động hiện nay thì các có lẽ anh cũng xin hỏi đến cảm ơn anh Lân. Tức là chúng ta cảm ơn các anh chị đã lời ý kiến sôi động đây và đưa ra một cái kiến cảnh cho vấn đề về tai nạn lao động. Nhưng ở đây thì chốt lại vấn đề đó là cái người quản lý
lý sẽ nhìn nhận cái tai nạn lao động theo một cái công thức nào thì mới ngăn ngừa được, đúng không? Thì ở đây cái mà câu hỏi muốn đặt ra là công thức cấu thành cái phần nguyên nhân tai nạn lao động thì rất nhiều, đúng không? Đấy là nghề đây rất đầy đủ, nhưng mà nói chốt lại người ta về mặt khoa học và chưa an toàn người ta định ra cái công thức của cái tai nạn lao động, tức là khi nào thì cái điều kiện cần và đủ để xảy ra tai nạn lao động là nó có hai yếu tố. Một là cái hành vi không an toàn cộng với cái điều kiện không an toàn, cả hai cái này mà diễn ra đồng thời đấy thì nó mới sinh ra cái tai nạn lao động, đúng không? Chứ còn khi một cái hành vi cái điều kiện không an toàn mà nãy giờ đang gọi là xui á, điều kiện không an toàn, đúng không? Bây giờ mình đi trên đường mà cái ông đi đường kia và anh chạy được là mình đang tham gia giao thông trong cái điều kiện không an toàn, đúng không? Còn bản thân ông kia cái hành vi của ông này bất an toàn nó sẽ sinh ra cái điều kiện không an toàn. Nhưng đối với một cái công việc, đối với một cái điều kiện cụ thể thì một cái hành vi không an toàn nó phải cộng với một cái điều kiện không an toàn nữa thì nó mới hội tụ đủ, nó mới xảy ra được tai nạn. Chứ nếu như mà tại cái thời điểm như cái nãy mình nói lại cái chuyện ở rất sợ của nhái á, cái hành vi là hành vi không an toàn xảy ra rồi, đúng không? Tức là chưa trả lưới hết mà đã chưa khóa hết phiếu mà đã trả lưới là hành vi không an toàn của 307, nhưng mà nó không xảy ra tai nạn bởi vì cái điều kiện làm việc này là an toàn, tức là nó có cái thiết bị, đúng không? Chứ trong điều kiện làm việc mà không có đủ thiết bị thì chắc chắn là nó tai nạn nó xảy ra. Cái hôm đó chưa hình thành cái tai nạn, có hành vi có lắm rồi đó thì nó không xảy ra tai nạn bởi vì cái điều kiện làm việc là vẫn còn cái nghề gì, tức là chỉ khi nào cả hai cái yếu tố nó xếp chồng lại với nhau thì nó mới dẫn đến một cái tai nạn. Hay là những cái trường hợp của cái ông Nguyên mà của Quảng Nam ấy, là chạm đèn trộm cái vụ tai nạn chết người vào năm 2018 của tổng ty mình, đúng không? Thì cái điều kiện làm việc là không có số, đúng là cái điều kiện rồi cái vị trí làm việc không có chỉ dẫn chỉ báo, cho nên các bạn nhìn rất là cái điều kiện đấy đã rủi ro rồi. Cái hành vi của bản thân ông này cũng là hành vi không an toàn, là không có tập trung trong công việc, không để ý công việc, cho nên là bước vào và quay ra cái vị trí rất dễ nhầm lẫn. Cái điều kiện không an toàn cộng với hành vi không an toàn nó dẫn đến cái tai nạn. Những cái hành vi này đúng ra nó còn một cái yếu tố hành vi không an toàn mất an toàn của một người khác, là cái người chủ trì biết là không có mặt đấy. Chắc chắn là khi có mặt cái người theo quy trình an toàn, nó nói là cái làm việc phải có hai người, tức là người làm việc rồi ít nhất phải có hai người, cái người chủ trì biết là phải luôn luôn giám sát cái điều kiện làm việc của công nhân mình. Khi mà anh trèo lên làm trụ thì chắc chắn nếu có chỉ trì biết ấy, thì người ta ngăn chặn lại xảy ra tai nạn, mặc dù cái điều kiện làm việc đấy là rất an toàn cái đó, nhưng mà nếu những cái hành vi giờ được kiểm soát, anh làm xong việc chỗ khác theo cái cảnh báo cáo rồi anh từ đầu anh di chuyển tới cái vị trí số 02 mà anh tới nó đèo lên anh đi vào rồi anh nghe điện thoại quay lại nhìn 4-5 cái tuổi nó đi ra nhau, thì trong lúc mà thiếu tập trung không để ý là cô nga nó đèo thôi thì làm được em hai người ta làm rất nhẹ tảnh tất cả các bạn qua để bên cạnh đèo con lên thì như ba lạc bấm thôi đấy, thì cứ là cái điều kiện cộng cái hành vi thì nó mới sinh ra cái tai nạn. Thế thì mình ngăn chặn một trong hai yếu tố ở ngay là tức là để cho nó không xảy ra một trong hai yếu tố đây. Đứng góc độ quản lý thì là sẽ ngăn chặn tai nạn đó. Còn cái nguyên nhân thì nó vô tổng. Anh phải chúng ta phải nhìn nhận với nhau cái bức tranh, tức là cái chốt của vấn đề cái mình muốn nói ở đây là cái người quản lý. Thế thì để duy trì được cái điều kiện của cái hành vi thì người quản lý là đúng không? Để đảm bảo. Mục đích cuối cùng mới là như an toàn cái này nói là không được xảy ra thương vong như là tai nạn lao động thì có cái sai sót có nhầm lẫn. Thế thì người quản lý phải duy trì hai cái điều kiện này để đảm bảo cái việc cái công tác quản lý của mình đối với người lao động này. Về cái điều kiện an toàn này thì nó các anh chị hãy nói rất là nhiều, các thiết bị bảo hộ lao động, đúng không? Trang bị kiểm soát có sử dụng hay không, huấn luyện để đảm bảo nhận biết mối nguy, huấn luyện người kiểm tra về sức khỏe,
tổ chức cái biện pháp tổ chức công trường từ khâu khảo sát đến cho phép làm việc phải cách luôn luôn duy trì người lao động làm việc trong cái điều kiện đảm bảo được an toàn, đúng không? Hiện nay là tôi nghĩ là trong các cái doanh nghiệp và đặc biệt là trong ngành công thương đến giờ các anh ghi nhận là cái ngành các ngành khác nói chung thì là cái đang cái đầu tư cho cái điều kiện làm việc của lao động ngành điện được đánh giá là trước đây thì ngành dầu khí họ đầu tư rất là mạnh nhưng hiện nay là cũng kết giảm họ thống kê thì cũng giờ các cái trang thiết bị hiện nay như phía EVN phía tổng công ty mình thấy là các đơn vị đang bị cho người lao động những cái gì tốt nhất cái mũ là cái mũ Mỹ kìa đúng không hiện nay này cái mũ Việt Nam hay là mũ gì là không mua đâu không dùng đâu gần như là chọn lựa những cái rất là tốt rồi các cái tiếp chúng ta cái tiền những cái tiếp gì ở bên đấy chúng ta thấy là châu Âu các kiểu tí ở Nhật Nhàn thì chắc còn không có tài đồ Trung Quốc đâu rồi không nhận cái là cái đó rồi cái chi phí cho cái việc nuôi lên bảo tiền bảo dưỡng để tính tiền định kỳ các cái hệ thống trang thiết bị an toàn đấy cũng được đầu tư rất là lớn và kiểm soát rất là kỹ những cái gì dính những con người đấy giống như là 3 tháng một lần là tính tiền rồi rồi những cái gì mà giá thiết là phải 6 tháng một năm rồi để cho duy trì các cái điều kiện và cái điều kiện an toàn cho người lao động là ngành điện tổng liên là duy trì các mức độ tốc độ cao nhất có thể để mà đảm bảo cái thứ nhất nhưng nó vẫn có những cái điểm nó xảy ra cái thứ nhất này là do đôi khi cái điều kiện làm việc của người lao động nó trở thành mất an toàn do cái hành vi không an toàn dẫn đến cái điều kiện không an toàn, đúng không ạ? Những cái hành vi của cái hành vi như cái tai nạn lao động tại điện lực Bắc Trung Vương tai nạn lao động ở đây thì chỉ một cái hành vi là không kiểm soát là cái trạng thái cái da cái ly này đang sẵn sàng đã ở máy cắt mà dẫn đến là cái điều kiện cái hành vi không kiểm soát nó dẫn đến điều kiện mất an toàn là đi áp tham ăn lưu nó tới cái má bên này cái da cái ABS này rồi vì kèm theo cái hành vi của cái nhóm công tác gây sai sót nữa là không kiểm tra không còn điện nó kèm lên đạn không phủ tiền là đâu dẫn đến là đây cái chỗ Bắc Trung Hương này thì các anh nhớ như là làm việc ở đây theo chiếu và các thì không nhận biết rồi các rào này cái gì để đảm bảo thực hiện bảo trì bảo dưỡng tại đây nhưng cuối cùng cái ra cách ly này theo trên sơ đồ đó, là đã cắt rồi cho thành công tác cuối cùng thì đã đưa lên đầu mã ra lên công nhân trèo lên và phẳng mà bị hiện hôm 2 kV và mất một cái tay nên cho là cực kỳ may mắn đây cái gì đó anh trèo lên làm việc bảo trì các cái đầu cáp lần cuối cùng cái đầu cáp này đi lên thì có điện xong đi lên bây giờ là bảo trì tháo một tay phẳng tức là cái hành vi cái điều kiện không an toàn đôi khi do cái hành vi không an toàn dẫn đến cái chỗ này là đây có phải không cái này đây nói đúng là góc độ người quản lý đấy quan sát vấn đề an toàn theo cái bài toán rất là cụ thể cái hành vi thì là liên quan đến yếu tố con người mà chúng ta nói đến chủ quan đấy đúng không thì nãy giờ chúng ta chủ quan tức là cái hành động của cái con người cụ thể là mất an toàn đáng ra là anh phải cắt thực hiện đúng ra cái nước đấy thì để máy làm anh phải thực hiện để kiểm tra gọi điện lấy cái điều làm lấy bỏ ban cái điện hoặc là cái cấp điều độ cái hành vi không an toàn cấp điều độ nó trong cái lại công tác nó có một cái lệnh là kiểm tra cái ra cái gì đó là phải máy cắt thế thì cái hành vi đấy là phải thực hiện tức là anh phải thêm công nhân trực quản lý vận hành cái lưới đó đến tại cái vị trí đó kiểm tra trạng thái khác thông báo về cái cấp điều độ qua đầu ràng là ra cái gì đó đang ở trạng thái khác xác nhận với nhau rồi thì đi trong một chiếu là lần này là quản lý theo ghi nhớ theo sơ đồ là bàn ra qua về thì tôi nghĩ là mình đặt không bây giờ không biết là nó đóng vào lúc nào là chỉ cái là quy trình cái huấn luyện về các cái bước phải thi theo quy trình thì đã không được kiểm soát hoặc là không được tuân thủ dẫn đến là hành vi bất an toàn. À,
thì quay trở lại đây, nếu như người quản lý sau đó nữa là đem ra ngoài có mang theo không, mang ra có sử dụng hay không, là tất cả cái đó tạo cái việc là an toàn, hoặc là những cái công cụ quản lý thao tác và hành chuyển trạng thái như thế này là vấn của chúng để đảm bảo cái việc gì. Còn cái hành vi thì bao gồm cái vấn đề kiểm tra sát hạch, rồi kiểm soát cái việc phân bổ, và đặc biệt nữa là xử lý kỷ luật hay là các cái chế tài kèm theo để đảm bảo cái hành vi này nó không được vi phạm, nó không được tái lập. Cái yếu tố tác động con người thì chỉ thông qua kỷ cương, kỷ luật thôi. Thực chất mà nói hiện nay cái mối nguy về mặt mất an toàn nguy cơ về tai nạn lao động nó nằm ở đây rất là nhiều. Nguyên nhân là hành vi mất an toàn đôi khi là trực tiếp, đôi khi là gián tiếp của người này tạo ra cái hành vi mất an toàn của người khác, nên nó tạo ra cái điều kiện mất an toàn cho người khác. Rồi cái này các anh có ý kiến gì thảo luận thêm? Cái này là thuộc 30/4/2016 là Đắc Minh, cái này cũng một người cuối luôn, tức là 5, 1, 2, 3, 4, 5 người, 6 người, trong đó cái tổ này 2 người làm việc, tức là hôm nay là sự cố gãy đổ 5 cái tổ này, thì Đắc Minh tổ chức cũng là cái tổ này, cái giao SCO này nữa nhỉ, đứng ra là thực hiện cái công tiết thì cô lập hay không làm, đi thẳng vào cái tức là đi làm việc mà không quan tâm đến cái điều kiện an toàn. 6 ông công nhân này lên đường dây, không có tiết địa hai đầu, không có cô lập, không thực hiện cái việc cô lập ra. À, cuối nguồn đây là có cái hai cái đồn biên phòng là có hai cái trạm biến áp, trạm biến áp ở khu là cái SCO là không được cắt, áp tơ mát không được cắt. Thì cái đường dây này đứt xong rồi là dựng năm cái đồn này lên kéo dây nối lại, đúng lúc cái anh Thạch đánh thực hiện cái việc này. Vô cổ sướng với đây tại cái vị trí này trong khu vực đồn biên phòng này là ngày 30/4 thường là một đội họ ăn tươi các liên hoan, không có điện thì các bạn đem máy phát ra thôi, phát ra thì họ đâu có cái sơ đồ làm nhiều bằng vài bản, tại vì cái máy phát của đồn biên phòng thì nó chỉ dùng những dịch vụ cơ sở, cái phòng ăn uống liên hoan cái nhà ăn nó không có, thì để muốn có điện nó cắm thẳng vào cái trụ phòng đó, cái ổ cắm tường này mà thánh biến họ để cho cả cái phòng sáng cắm vào từ ngoài thì đang tay thì đang ở đây này, đúng chân thì đặt bình tĩnh nhẹ nhàng thôi, cái máy phát thì khoảng 3-5 tí kêu luôn làm việc đi qua đi có cái gì mà có gì hết à, tức là cái điều kiện làm việc là hoàn toàn cũng được, không có cái yếu tố gì để bảo vệ nó nhé, nghĩ là đầu nguồn tới không có điện mà rồi thì thôi, không bên cạnh cái chuyện thủ tục giấy tờ là phí công tác này khác không có toàn bộ cái biện pháp về mặt an toàn, nên cái điều kiện về mặt an toàn không được đảm bảo, do cái hành vi mất an toàn đầu tiên là của cái người chỉ huy tổ chức công việc này, không quan tâm gì đến cái điều kiện an toàn, chỉ nghĩ làm cái đồ nhá rồi chứ mình làm cái đồ lại kéo dây lại cho có điện thôi, không thực thi các cái biện pháp của bạn an toàn, không làm bất kỳ cái biện pháp an toàn này nào, cuối cùng cái rủi ro đến tưởng là không biết từ đâu nhưng đến rất đơn giản, thì cái đường dây này nó nằm sát biên giới thì mình đi vào là phải có đi phòng cho mình đi vào, mà ai cũng vào cho, còn tôi đi vào thế có cả cây số dài không có sóng đi đâu, không có gì hết, gần như là siêu sâu siêu xa, tức là không ai can thiệp vào những trạm có điện đó là cuối cùng việc rồi. Cho nên là cái điều kiện của cái hành vi, và đương nhiên cái hành vi cụ thể từng nhóm tác đây đó là anh người ta đẩy lên cái việc làm không có tiếp gì không có gì hết, mà anh vẫn làm bản thân con người đấy là biết đã là cái hành vi an toàn, cái hành vi họ là mất an toàn cho chính họ, nhưng nói là những bức tranh rồi
chúng ta thấy bao giờ cái tai nạn nó xảy ra nó cũng gắn liền với cái yếu tố điều kiện và hành vi. Cho nên cái phương tâm thường mà một phân tích tai nạn lao động là nó mây tặng. Ví dụ như cái tai nạn Bắc Sơn Dương vừa rồi năm 2017 vừa rồi đấy là cái số người liên quan là tính là bị lao động một người. Tính coi như từ tiền đạo cho đến có là môn tâm đốc dân dục 11 người bị xử lý có cái hành vi sai sót để liên quan đến cái tai nạn lao động. Có nghĩa là chúng ta chỉ khi nào mà cả đầu đó mới nhìn thì nó mới xuyên suốt đến được đâu không đi vào. Cho nên là thế cái trách nhiệm của người quản lý là sâu mũi nữa. Ví dụ như công thức này chúng ta sâu mũi là tìm cái chỗ nào bảo vệ, chỗ nào tiền đạo, chỗ nào môn ngăn chặn thì mới có cái cơ sở để loại từ hay là giảm thiểu cái thương vong bằng cách đó. Về cái nội dung câu hỏi thứ hai này, em có ý kiến gì đây không ạ? Biết là năm có hoàn thành kế hoạch hay không nhé, có thực hiện hay không nhé.
cái đầu tiên là cái công tác kế hoạch của mình nhìn nhận lại thực hiện an toàn có đầy đủ, có thiếu, có đủ như thế nào, không có lượng hóa hết. Thế là có quy định. Cái nội dung thứ hai là có thể có liên quan quản lý rủi ro cũng quy định, tức là cái thông tư 07 là thay thế cho thông tư liên hệ công việc, tức là về công tác quản lý an toàn nó trọng tâm vào vấn đề là quản lý rủi ro, quản lý rủi ro và nguy hiểm. Thì nguy hiểm tức là ngăn nhận diện mối nguy rủi ro và cái giải pháp phòng ngừa. Thì cái này nó ý thức được quản lý rủi ro nó phức tạp và cái yêu cầu phải biết cái quy trình gì trong đồng bản rất là rắc rối, rất là nhiều. Mà nếu mà để tổ chức cái việc đào tạo cũng để nhận diện mối nguy hiểm rủi ro phức tạp như một đây đối với đảng viên mình, đơn vị quản lý dữ liệu mình cũng phải bán nó vào cái vấn đề rất là rõ ràng, tức là quản lý cái việc nguy hiểm trên dưới điện để chúng ta phòng ngừa. Thế chúng ta thấy định nghĩa cái vị trí nguy hiểm trên dưới điện hiện nay là định nghĩa lao động là vị trí mà khi người lao động làm việc phải chú ý và phải thực hiện đồng thời người khác phức tạp hơn để đảm bảo an toàn. Thì trên dưới điện nên có cái nguy hiểm nhưng mà không phải cái nguy hiểm nào anh cũng chẹt được đâu. Thế nó mới chia làm hai loại, loại này là phải sống chung nữa, là chỉ có đề phòng tai nạn cho cả bốn đường thì là liên quan đến nhiều thiết bị, nhiều dây thông áp, vẫn luôn luôn phát sinh ra. Để làm sao mình cải tạo khi người công nhân hay người lao động tiếp cận cái vị trí này là được là thành công rồi. Cái anh mà dẹp được nó là khó. Cái đi từ Đà Nẵng vào đây đi trên cái đường trục từ biển rẽ xuống đây, anh thấy một đường dây mà có ba mạch thông áp đúng không? Lên thông áp ba mạch. Thế là vì cái đường dây đó là nguy hiểm, nó là sạt đẹp đó. Họ dẹp không được, họ cứ chẳng 3 mạch là một tổng, chứ còn nếu mà dẹp được thì họ chẳng 3 tổng chứ. Thế thì anh phải cảnh báo là nó nghi như thế nào. Cái biện pháp mà khi mà công tác thì từ đây 3 mạch như thế nào. Thế là cái trong một quả nhân thì cũng nghi phải có cái biện pháp để học. Cho nên nó phải hai dạng. Dạng thứ hai là dạng cải tạo được. Mà cái loại ví dụ như là những tủ nghiêm, tủ đổ hay là dây đưa hay khoảng cách pha đất không đảm bảo hay là khoảng cách nhiều yếu tố lắm, trong này nó chia nhỏ ra để mà nhận ra. Thì cái này là trước mắt là phòng ngừa, sau đó là lập kế hoạch khắc phục giải tán. Đây cái lộ cái cách tiếp cận nó sẽ như thế này: tình hình thực hiện, thống kê báo cáo, lập kế hoạch xử lý, thực hiện xử lý, đồng thời nó là cái phương án phòng chống tai nạn lao động tại cái vị trí đó. Thì tổng thể nó được gọi là quản lý nguy hiểm trên quản lý rủi ro nguy hiểm nhân rồi. Thì cái xử lý của hắn thì còn treo biển báo, ví dụ chỗ này ra hai người đến thì treo nó cảnh báo là chỗ này có cái hai người hạ đến, thế là cảnh báo nhân treo lên, thấy thế là họ biết là các cái này cũng còn nguy hiểm đúng không, rất là cụ thể. Hoặc xử lý về mặt kỹ thuật, ví dụ khoảng cách xa thì nó đẩy ra, thế là chỗ nào mà chủ yếu để ra cường tăng cường tránh gây đổ các điều khác, phòng chống thì phải đưa vào phương án cụ thể cảnh báo và phải quy định và phổ biến. Và toàn bộ cái này nên phải để ngay tại cái bàn cái tổ chức, để khi mà họ cấp cái phiếu công tác cho người công nhân đi làm bên đó là không phải biết, chứ phải làm thống kê cho đẹp thôi, vì ghi ra là thành tích giống như là có lưới điểm của tôi có bao nhiêu vị trí nguy hiểm, giống như là mình có bao nhiêu cái sổ đỏ, em không phải cái này để cái này, cái này cái để cái đó. Đây thì các dạng nguy hiểm nó được định danh trong cái quy định mới rồi, quy định vị trí rồi, loại không cải tạo thì mình giao sẽ là cái cần gọi là mã hiểu đó, cao là nguy hiểm từ bố trí từ hai mặt lên. Đây thì có nhiều cái anh chị ban quản lý dự án hay là tư vấn thiết kế hay là kế hoạch thì theo tôi nghĩ là cũng cố gắng hai thôi, chứ còn đừng đẻ ra cái ba thì mới điểm ba là tôi nghĩ là cái đường sử dụng lắm là nhiều, không hay là lắm từ chỗ mà ba mặt hết rồi những cái yếu tố khác ở đây các điểm là cũng khó mà nhốt hết ba đường dây vào một chi hướng rồi mà lưu ý đấy là gặp hóa rồi thì làm rất khó, rất khổ cái chuyện ra hai đường dây tương áp dù có cái gì đóng cắt đầu ngay máy cắt của sự bố trí chiếu sáng công cộng vẫn bị đóng cắt. Cái loại này là loại sống chung với nó này. Cái loại hai cái là dạng cải tạo thì nó phân cấp theo cái tính chất của lưới điện. Cái đường dây 50 thì có những cái vị trí nguy hiểm như thế này,
tầm 10. Đường dây tương đắc thì có cái dạng như điểm thế này, nó có là như điểm 79 này, các anh có thể xem được hết. Cùng có hai nguồn hai tầm nhé, khác nhau là đường dây tương đắc thì có cả bớt 8 dạng rồi. Nhưng mà còn cái đeo cùng cũng như vậy, dạng như phân phối này, cái dạng như điểm bệnh này rồi mới hả. Không được che chắn, người che chắn là đến những cái vụ của các lần nó khó tay và ta đôi mắt như thế. Là không được che chắn, có cái nắp che nó mở ra. Nạc cả. Thì đấy là toàn bộ cái trình thể chế hóa cái này như thế nào á. Tức là thực thi cái việc mà quản lý nguy hiểm nào thì trên cái phần mà ta quản lý an toàn chung của tổng ty ấy. Là nó có liên quan đến phần mà quản lý cái điểm nguy hiểm. Hiện nay các đơn vị nhập bộ theo đúng mã nhiều theo định dạng như vậy để làm từ cái vị trí thống kê cái lưới điểm thì toàn tổng ty thì đến ngày hôm nay thì cũng khoảng cỡ 10 gần 12.000 cái vị trí nguy hiểm dưới điện, kể cả những cái tung lát trong đó cái hạ tung lát là khoảng cỡ 7.000-7.000-6.000 đường gieo 2 là 6.000 này hiện 110 khoảng trên 35 tỷ thôi, 27. Tức là cái vị trí nguy hiểm này nó không phản ánh cái số lượng cũng như nó không nói cái gì cả về công tác quản lý cả. Tức là nó chỉ nói là làm thống kê kiểm soát của tôi chứ không phải đơn vị nào có nhiều vị trí nguy hiểm là công tác quản lý kỹ thuật hay quản lý này khác kém hơn hay là giỏi hơn đơn vị khác. Ở đây quan điểm đầu tiên là như vậy. Tức là đây đúng cái quan điểm quản lý nguy hiểm, quản lý rủi ro. Anh quản lý được là tốt, anh thống kê được là tốt, anh theo dõi được là tốt. Để có cái biện pháp ngăn ngừa ngăn chặn. Thì ngay ví dụ như là những cái chi tiết về những cái vị trí nguy hiểm, nguy hiểm nó sẽ mình chọn ra mình xem được, nó sẽ hiển thị ra, nó sẽ theo đường dây, theo xuất tuyến, theo tạm. Và hiện nay cái phần mà các anh để ý là nếu các anh làm tiếp liên quan đến lưới điện hay lưới điện hay cái phần cấp thiếu công tác. Trước đây là cái việc chọn cái vị trí làm việc ấy, muốn biết gì thì biết. Tức là anh vô anh đánh đâu để làm việc tại đường A, đường dây B, xuất tuyến X như là tại thì giờ đó anh phải chọn theo một cái trình tự, theo cái thứ tự nhất định. Là người ta sẽ nhúng toàn bộ cái phần vị trí nguy hiểm vào cái phần cấp phiếu công tác để có thể thông tin chúng tôi đang cho làm. Như vậy khi anh cấp phiếu công tác tại cái vị trí đấy, chương trình nó sẽ đối soát ra là trùng cái vị trí nguy hiểm mà có cái vị trí nguy hiểm trong đó thì trong cái phần xuất phiếu công tác ra nó sẽ cảnh báo luôn là cái vị trí công tác nó có cái nguy hiểm gì. Và cái cảnh báo là cái quản lý nó sẽ hỗ trợ chúng ta trong cái việc đấy. Đây mình có thể xem là tài ví dụ như này. Cái vị trí từ vị trí 1 đến 86 này của đường dây 473 của xuất tuyến 473 của cao tâm 10 đồng hới ấy, thì nó có cái dạng nguy hiểm ở đây là các đường dây trung áp được bố trí 2 mạch trở lên cùng để lưu ý nhận diện đường dây khi giao man điện. Thì toàn bộ cái thông tin này khi mà các này khi cấp cái phiếu công tác mà trùng vào cái vị trí này thì nó sẽ xuất ra cái cảnh báo nguy hiểm ngay tại trên phiếu công tác rồi. Đó thì bên cạnh cái, nó sẽ kèm theo hiện nay mình sẽ quản lý đến cả cái và độ cái hình ảnh cái dạng nguy hiểm luôn, cái quá trình khắc phục luôn. Thì mục đích của cái quy định của thông tư 07 của Bộ Lao động Thương binh Xã hội về cái quản lý rủi ro và nguy hiểm thì nó rất là nhiều, bao gồm nhiều yếu tố. Nhưng hiện nay tổng ty cũng đang làm cho một những cái để hướng đến là cho người công nhân khi mà ra lưới điện tiếp cận cái nguy hiểm để có biện pháp phòng ngừa, nó làm như vậy. Cho nên chúng ta để ý là ví dụ như cái ngoài có cái tai nạn lao động thì được phụ thiện của cái dạng hay là của năm trước của an lưới mà cái thực hiện nằm dưới lầm dưới ruộng nước thì cái vị trí nguy hiểm nó được thống kê ở đây rất là nhiều. Như cái tây hòa có 4 năm cái cảm biến áp y như phương tiện
tức là cũng không cách gì mà anh công nhân mà chúng ta bác rồi nếu mình không mang ổn hay là có cái lộ nữa thì cũng bây giờ cũng phải cảnh báo thôi. Bên cạnh cái tương lai di rời ra hay lắp cái ghế thao tác thì trước mắt là các anh phải cảnh báo để công nhân khi mà cấp phiếu biết là cái trạm biến áp mình hay nằm cái lộ nước tức là cụ thể là sao lại cảnh báo các cái nguy hiểm của cái gắn liền. Là ví dụ đây là cái vị trí một của đường dây tại đường mới là chỉ có cảnh báo rồi. Vị trí một đến vị trí 15 của bốn điểm là đường mới là còn có nhiều dây thông tin như chặn cung cấp cái cảnh báo này không quản dây an toàn hoặc hộp chống giá cao cho nên là dây ra an toàn bộ thậm chí là có những chỗ là nếu biết cận mà xe gào thì nó sẽ lưu ý vào đấy là sao xe gào biết cận tức là những cái nội dung này sẽ đưa luôn vào cái phần khác cảnh trong một một cái bảy cái công tác tức là để cảnh báo luôn với thực hiện thì này cái cấp nếu cái chọn vị trí công tác là nó theo gọi là nhốt theo cái đường đi là không phải biết dài ra dài hạn vậy anh thấy những cái công tác bây giờ nó sẽ định danh cái vị trí công tác đó là luôn gần nó một tuần gì đó bên này. Như ngày hôm nay em trên toàn bộ lưới điện của tổng công ty là có 163 tỷ toàn bộ từ công ty mình là từ điện lực công suất biết được đây này cái chỗ này là cái điện lực công tác bây giờ nó xem theo một trật tự rõ ràng này xuất tuyến nào cuộn cả cái nắp nào không có phải muốn biết gì thì biết, cứ lại phải chọn con đó để nó ra cái gì được cái này rất phục vụ cho việc kiểm soát cái gì nguy hiểm gì đấy nó sẽ
lai nó sẽ xếp chồng hai cái chương trình này với nhau lại để nó sẽ đưa ra cái cảnh báo cho các bạn. 1.7 các cảnh báo còn khác nữa nào. Và đây thì có cái kiến này thêm gì nữa không? Chúng ta hoàn toàn với tôi. Nói chung là cái phần an toàn này đa số đối với anh em lớp này chúng ta nó sẽ ở phía trước nhiều hơn. Mình sẽ phải làm một quản lý khi mà tiếp cận điều động đến làm quản lý lại các cái điều kiện thì sẽ phải giải quyết nhiều vấn đề, nhưng mà về mặt an toàn nó cũng gói chung gói gọn chung là an toàn là cái cách tiếp cận cái giải quyết vấn đề theo cái cách mà mình trao đổi ngày hôm nay. Mục đích của cái an toàn là gì? Kiểm soát và an toàn những yếu tố nào là yếu tố quyết định của quản lý để cho cái người việc làm việc cái môi trường làm việc nó được an toàn hơn. Các chị cũng đã qua cái kiến gì đây đúng không ạ? Nếu không có thì chúng ta kết thúc ở đây đúng không ạ? Còn ai có vấn đề gì cần trao đổi thì chúng ta sẽ trao đổi thêm. Có thể tiếp theo thì có lớp học này là an toàn và an toàn. Chúng ta luôn. Thôi để ra cho nhiều không, cái đấy là rõ ràng đấy.
Thì là cho vui mà cuối cùng làm khổ nhau là cái gì? Giờ đây anh em đến gì cái gì tính lại sau là anh em nó đúng á. Xong thì muối phải nói chứ. Như kia còn nó thắc mắc cái này là cấp nhà thì chẳng quạt mà không để hiện tại tập đo. Thì hôm nay đợt cái đợt em làm á thì đợt thắc ngoại mấy cái đợt thì cập nhật có đọc nhiều lúc. Giờ phải làm cái mẫu. Làm nhiều khi tôi ngã phải bổ kịp người mong hoàn toàn. Tức là vừa rồi đi diễn tập ở trong kia thành có đi rồi đó, tức là những cái biểu nữa là những cái đó là anh có xây dựng hết rồi đó. Cái hiện nay cái việc mà liên quan đến cái điều hành về về thiên tai là vừa rồi diễn tập là làm hết. Làm cái phần đó không ạ, chứ không có làm biểu mẫu rồi cái cách thức bàn bạc, cách thức đưa ra, cái cách thức xử lý tô màu lưới điện như thế nào là có hướng dẫn hết rồi. Bây giờ mới ứng phó với thiên tai là có vấn đề gì lúc mà nó xảy ra sự việc kia mình biết được cho nên hầu như là tại mất tiêu vậy thì cả quá to thì việc tấn công người mà phải cập nhật được căn bản thì kịp thời vừa rồi diễn tập lòng có mở ra cho anh em cập nhật luôn mà mở công ty nếu muốn thế thì làm mình đang làm cái văn thông báo đây nhưng cái đó là mình cũng vì những cái gì bữa nay diễn tập không có làm tràn lan nữa mà tập trung vào những cái gì vướng mắt cụ thể biết ha. Rồi thì mà biết là cụ thể thì tôi chỉ biết thôi. Nhưng mà này mà ví dụ và ví dụ như thế này của cái không gian cái online thì có những cái chuyện thế nó liên quan đến cái tính giả bỏ và đi đặt được rồi 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 thắng này cái này thì cái mà qua cái này làm được rồi thì đấy là số cái gì là cái thứ hai là cái số rồi cái nói thì là làm cái đương nhiên cái nào quản lý được thôi còn cái ra ngoài thì cái nào quản lý con
thì số gian gờ đó à. Bây giờ các nó không có cái gì hay nữa. Ê đi tâm giáo á, thôi đi tìm 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 có họ đi 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 Thank you.
thì anh biết cái tâm tư nó hiểu chứ không sao mà làm như thế nào là cái vấn đề đó, có nghĩa là mình muốn thành công hay là phải và là hướng dẫn hắn mình phải cố này mình theo chuẩn của nó đó, tức là ngày thay vì mình đang nói hỏi này nó sẽ là ngày đầu và còn ngày thứ hai xử lý cái vụ cái số tư là cái chính mình này và sau đó càng theo là cũng nếu mà theo cái vụ khác nó yêu cầu như vậy là mất ba ngày nhanh nhất là ngày, có nghĩa là tổng cộng là 5 ngày rồi. Và đồng thời là như em nói từ một ngày đã thao tạo thì cuối cùng là thấy nó yêu cầu như thế, đây phải là ba ngày chưa có thể tổng tập này cho em như thế là cả cái thì mà mình biết là cái gì để hướng dẫn này và cho nên là đã theo cái yêu cầu là ngoài cái ăn mà có nhìn ra thì
bảy thôi. Mà cuối là ngày cuối tuần về bái mà. Dạ. Cuối là cuối tuần về đã bao đó. Bởi đã bái rồi đấy. Thì đóng ngươi với cả kiểu xã có ba lý quy. Nếu ba lý quy ngươi thì là ngày này đủ biết tôi cũng có bán. Just a bit.
tất cả họ đây sáng ra đầu hồ sẽ đi đâu mà gọi cái cung đổ thì máy là gọi tắt là được à cái này đó ok bắt đầu chưa
Thank you.